chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn, Tiffany Hạnh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ năm và như thời tiết loan báo thì chúng tôi xin phép được lặp lại cùng với Tiffany. Có thể là ngày hôm nay và một vài ngày kế tiếp, khí hậu ngay tại miền Nam California sẽ khá gọi là xấu. Cho nên là người ta khuyên là nếu không cần thiết phải đi ra ngoài thì chúng ta đừng đi ra ngoài. Mưa gió lớn nhiều lắm và có thể ngập lụt ở một số nơi cho những người lái xe, thưa quý vị. Và trước khi chúng tôi gửi tới quý vị một phần tin tức thì Mai Tuấn xin giới thiệu với quý vị, Tiffany sẽ gửi đến tất cả quý thính giả của hệ thống truyền hình VBS một thông báo mới. Và đây chúng tôi hy vọng sẽ là một chương trình hấp dẫn cho quý thính giả đã từng tín nhiệm và yêu thích hệ thống truyền hình VBS. Xin mời quý vị theo dõi với Tiffany sau đây. Kính thưa quý vị, nhân dịp năm mới, hệ thống truyền hình VBS kính mời quý vị tham dự chương trình đấu giá iPhone trên truyền hình, được phát hình trực tiếp từ 5 tới 7 giờ chiều thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023 và tất cả các thứ năm kế tiếp. Đây là chương trình hoàn toàn mới do VBS khởi xướng để quý vị có thể đấu giá và mua được những iPhone kiểu mới với giá rẻ không ai sánh bằng. Thêm vào đó, quý vị còn được thưởng thức những hài kịch cười ra nước mắt, những bài ca trữ tình do ca sĩ trẻ đẹp Việt Nam trình diễn. VBS trân trọng thông báo và kính mời. Và thưa quý vị, sau đây thì Mai Tuấn và Tiffany gửi tới quý vị những tin tức về Hoa Kỳ. Cảnh sát bắt một ông đâm loạn xạ ba người ở thành phố Irvine. Phần cứng của Trump 4 lần chặn McCarthy làm chủ tịch hạ viện. Hãng hàng không Southwest Airlines hủy chuyến, tòa Bạch Ốc đòi phải bồi thường hành khách. SpaceX của Elon Musk được định giá 137 tỷ Mỹ kim. TikToker Mỹ bị chỉ trích vì cho con gái 8 tuổi sỏ khuyên mũi. Xe hơi rớt xuống vực sâu 250 feet ở California, cả 4 người sống sót. Bản tin đầu tiên nói đến việc cảnh sát vừa bắt một ông đâm loạn xạ 3 người ở thành phố Irvine, Nam California. Bản tin cho hay là một người đàn ông đâm loạn xạ 3 người ở thành phố này vừa bị bắt hôm thứ Ba vừa qua ngày 3 tháng Giêng. Theo đài truyền hình KTLA, ông Ricardo de la Riva, 43 tuổi, đe dọa nạn nhân và đâm một người tại khu thương mại gần góc đường Culver và đường Walnut khoảng 12 giờ 23 phút trưa. Người này đã bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện. Sau đó thì nghi can gặp một người đàn ông khác đe dọa người này, nhưng không thấy báo cáo thương tích. Kế đến thì ông de la Riva đã chạy vào khu phố gần đó gặp người thứ ba, đâm ông này vào bụng. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Sau khi án mạng xảy ra thì cảnh sát đã bao vây khu vực và bắt được nghi can. Ricardo de la Riva đã bị truy tố tội định giết người và tấn công bằng vũ khí chết người. Hiện chưa biết nguyên do ông de la Riva đâm người và cảnh sát đang điều tra vụ việc. Thưa quý vị, fan cứng của Trump 4 lần chặn McCarthy làm chủ tịch hạ viện. Nhóm dân biểu bảo thủ cực hữu trong đảng Cộng hòa chặn đường lên chiếc ghế chủ tịch hạ viện của dân biểu Kevin McCarthy, Cộng hòa California, trong 3 vòng bỏ phiếu đầy kịch tính ở phiên nhóm mở màn của Quốc hội khóa mới diễn ra hôm thứ Ba, 3 tháng Giêng, và sau đó là vòng bỏ phiếu thứ Tư đầu ngày 4 tháng Giêng, theo Reuters. Đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ hạ viện không bầu được chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Sự thất bại của nhà lãnh đạo Cộng hòa gốc California này đến từ các thành viên bảo thủ cực hữu cùng đảng nổi dậy chống lại ông. Trong số 20 người bỏ phiếu chống ông McCarthy, có 18 người không công nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, mà trong đó ông Donald Trump thua ông Joe Biden. Để kế nhiệm, bà Nancy Pelosi, dân chủ California, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hạ viện. Ông McCarthy phải đạt túc số 218 chiếc phiếu ủng hộ. Nhưng sau 3 vòng bỏ phiếu, ông McCarthy chỉ đạt được lần lượt là 203, 203 và 202 phiếu. Trong khi đó, dân biểu khai kinh Jeffries của đảng Dân Chủ
được tất cả 212 dân biểu đảng này ủng hộ sau cả 3 vòng. Sau lần bỏ phiếu thứ 3, Quốc hội ngưng làm việc trong ngày và sẽ tái nhóm vào hôm sau, thứ Tư 4 tháng Giêng. Sang đến lần bỏ phiếu đầu ngày thứ Tư, Kevin McCarthy lại thất bại. Quốc hội không thể bắt tay làm việc hoặc tuyên thệ cho các tân dân biểu nếu chưa có chủ tịch Hạ viện. Hãng hàng không Southwest Airlines hủy chuyến và tòa Bạch Ốc đòi phải bồi thường hành khách. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư vừa qua tuyên bố sẽ quy trách nhiệm cho hãng hàng không Southwest Airlines để bảo đảm hãng hàng không này hoàn trả tiền cho những khách hàng hội đủ điều kiện sau hàng loạt chuyến bay bị hủy vào dịp lễ cuối năm, khiến cho hàng chục ngàn người bị thiệt hại. Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc trong cuộc họp báo, đã nhận định hãng hàng không Southwest đã làm thiệt hại khách hàng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ giám sát trực tiếp nhằm bảo đảm hãng Southwest đền bù đầy đủ cho khách hàng qua chi trả chi phí đặt lại vé máy bay, phòng khách sạn, bữa ăn và vận chuyển đến và đi từ khách sạn. Đây là những chi phí có trong hợp đồng của hãng hàng không với khách hàng. Bà Jean-Pierre lưu ý rằng mọi hãng hàng không lớn khác cũng đều phải đối mặt với những nguy cơ khác nhau vì cơn bão, nhưng trừ Southwest, tất cả hãng hàng không khác đều có thể nhanh chóng phục hồi mà không bị hủy hoại. Ông Pete Buttigieg là Bộ trưởng Giao thông Vận tải hồi tuần trước đã viết thư cho ông Robert Jordan, Tổng Giám đốc của Southwest, cho biết là chính phủ liên bang mong đợi hãng hàng không này một sự cập nhật một cách nhanh chóng về những nỗ lực của Southwest để hành xử đúng đắn cho những khách hàng. Giới chức hàng không liên bang cho biết hãng Southwest có thể bị phạt nếu không tuân thủ các cam kết hoàn trả tiền cho khách hàng. Và thưa quý vị, SpaceX của Elon Musk được định giá 137 tỷ Mỹ Kim. Theo CNBC, công ty SpaceX, đơn vị sản xuất tên lửa và vệ tinh Internet của Elon Musk, đang huy động 750 triệu Mỹ Kim trong vòng tài trợ mới. Hiện, công ty được định giá ở mức 137 tỷ Mỹ Kim. Trong tháng trước, Bloomberg đã đưa tin về việc SpaceX đang cho phép nhân viên nội bộ bán cổ phần với giá 77 Mỹ Kim cổ phiếu. Động thái được cho là sẽ đưa mức định giá của công ty lên gần 140 tỷ Mỹ Kim. Công ty đã huy động được hơn 2 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022, bao gồm một vòng tài trợ trị giá 250 triệu Mỹ Kim vào tháng 7 và mức định giá 127 tỷ Mỹ Kim trong vòng gọi vốn vào tháng 5. Năm ngoái, SpaceX đã đạt được nhiều cột mốc mới dù công ty phải đối mặt với những trục trặc trong chương trình Starship Zero, một phần trong nỗ lực của cơ quan hàng không và vũ trụ NASA nhằm đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng. Dự án Starlink, dịch vụ cung cấp Internet vệ tinh của công ty, đã vượt quá 1 triệu người ký danh và đang là cứu tinh của người dùng Ukraine trong bối cảnh quốc gia này bị chiến tranh tàn phá tận mạng. Trong bối cảnh Elon Musk liên tục lên tiếng về các vấn đề chính trị trên Twitter, ông Jerry Shotwell, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX, đã trấn an dư luận rằng nhà sáng lập của công ty sẽ không vì mối bận tâm với trang mạng xã hội trên mà bỏ mặc việc điều hành và thực hiện các dự án với những cơ quan vũ trụ. TikTok ở Mỹ bị chỉ trích vì cho con gái 8 tuổi xỏ khuyên mũi. Bà Megan Black, 28 tuổi, sống ở tiểu bang Illinois, đăng lên mạng xã hội đoạn clip cô con gái 8 tuổi thích thú với chiếc khuyên mũi vừa được xỏ. Video nhanh chóng đã thu về hơn 200.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chỉ trích. Theo tờ New York Post đưa tin, nhiều khán giả cho rằng bà Black là bà mẹ tồi vì khuyến khích con gái thực hiện hành vi làm đẹp này khi còn quá nhỏ. Không ít người khẳng định việc này đã vi phạm luật pháp của Mỹ, cấm xỏ khuyên trên mặt cho trẻ dưới 14 tuổi dù có sự cho phép của phụ huynh. Trong khi đó thì bà Black khẳng định mình chỉ đang khuyến khích cô bé sống đúng với cá tính riêng của nó. Bà nói, đứa trẻ 2 tuổi được khen đáng yêu khi mặc kiểu crop top hở hang. Tại sao tôi lại bị lên án vì cho phép con mình làm đẹp theo mong muốn của cháu? Có lẽ các bạn đang áp dụng tiêu chuẩn bất công nào đó lên chúng tôi. Trước làn sóng chỉ trích, thì người mẹ 28 tuổi nói trên đã tỏ thái độ mặc kệ và tiếp tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường của con mình. Tuy nhiên thì tổ chức Very Well Health website là chuyên cung cấp thông tin về sức khỏe nổi tiếng trên thế giới
không đồng tình với hành vi xỏ khuyên này, bởi mỗi người sẽ liên tục phát triển đến năm 12 tuổi, thậm chí quá trình còn kéo dài đến giai đoạn trưởng thành ở nhiều trường hợp. Do đó, những đứa trẻ đeo khuyên có thể gặp một số hạn chế về kích thước mũi hoặc là bị nhiễm trùng kéo dài. Thưa quý vị, xe hơi rớt xuống vực sâu 250 feet ở California, cả 4 người sống sót. Một chiếc Tesla rớt xuống vực sâu 250 feet, khoảng 76 mét ở California, nhưng cả 4 người trên xe, gồm 2 người lớn, 2 đứa trẻ, may mắn được thoát chết. NBC News thông tin, chiếc Tesla đang chạy trên đường Pacific Coast Highway hôm thứ Hai thì rớt xuống khu vực ở Devil's Lake thuộc San Mateo County, phía nam đường hầm Tom Lantos và nằm sát mép nước. Cơ quan cứu hỏa California ở San Mateo Santa Cruz cho hay, chiếc xe lộn vòng rồi rớt xuống bằng bánh xe. Ông Brian Bottinger, giới chức Cal Fire cho biết, một số người nhìn thấy vụ tai nạn và gọi 911. Trên đường được thả xuống hiện trường, nhân viên cứu nạn bằng ống nhòm có thể nhìn thấy chuyển động ở ghế phía trước, dấu hiệu có người sống sót. Ông Bottinger cho biết, rất hiếm người sống sót sau khi rơi xuống vực sâu như vậy, dù xe hơi rớt khỏi những vách đá này. Ở khu vực phía nam Devil's Lake là chuyện khá thường tình, ông thêm. Giới chức cứu hỏa phải gọi trực thăng tới giúp đưa 4 người trên xe lên. Trong lúc chờ đợi, lính cứu hỏa leo xuống hiện trường và cứu 2 đứa trẻ, 4 và 9 tuổi. Cả 2 đứa trẻ đều ngồi ghế trẻ em nên nhờ đó mà sống sót. Theo ông Bottinger, sau đó trực thăng thả nhân viên cứu nạn xuống hiện trường giải cứu 2 người lớn. 2 đứa trẻ bị chấn thương xương khớp nhẹ, còn 2 người lớn bị chấn thương vừa phải nhiều nơi, theo ông Bottinger. Tới thứ Ba, vẫn chưa rõ nguyên nhân chiếc Tesla rơi xuống vực. Giới hữu trách đang điều tra vụ này, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại để nghe thêm những tin tức về thế giới.